Quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đức Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Và tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển đổi của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ ra rõ đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Bính Ngọ sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến đổi, nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi Bính Ngọ hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhất nhé. Trời thương Phật độ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 5 âm, biết được ý trời làm giàu dễ dàng, thăng quan tiến chức ầm ầm, đổi đời ngoạn mục. Quý vị thân mến, cổ nhân xưa có câu, vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, ngụ ý rằng, nghịch cảnh của đời người khi đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần bạn kiên trì, không bỏ cuộc, tùy thời tùy chỗ, đều sẽ chuyển hóa thành thuận cảnh. Không ai có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, ông trời rất công bằng với tất cả mọi người, trước đắng sau ngọt là đạo trời, trên đường thành công không cần phải chen chúc. Bởi vì người kiên trì đến cùng thật sự không nhiều, cứ chăm chỉ nhịn nhục mà đánh đổi, ắt một ngày số phận cũng sẽ mỉm cười, mang chúng ta đến với thành công và may mắn. Theo luận giải của các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã cho biết, trong tháng 5 âm lịch tới đây, người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vươn lên, miễn là bản mệnh nắm rõ ba điều này, thì thành công chỉ cách bạn một bước chân. Lúc đó thời vận bỗng chuyển hanh thông không gì kể xiết, điềm báo thăng chức, tăng lương nằm rõ trong vận trình, tiền bạc chảy thẳng vào nhà, chất đầy ba két sắt, sung sướng hơn cả ngàn người. Vậy người tuổi Bính Ngọ cần làm gì để có vận trình tháng năm như ý, 10 phân vẹn 10, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Bính Ngọ với những con giáp khác. Theo tử vi tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tháng 5 âm lịch đem lại khá nhiều điều may mắn cho người tuổi Bính Ngọ trên mọi phương diện cuộc sống, bạn nên nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đến với mình nếu muốn cuộc sống bước sang trang mới. Xem tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy rằng, bước sang tháng mới, người tuổi Bính Ngọ phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vươn lên. Tháng này thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào hành động của chính bạn. Trên phương diện sự nghiệp có tự hình tác động, bản mệnh thường xuyên nóng nảy, thích khiêu khích người khác. Con giáp này cần ý thức được vai trò và vị thế của mình, đừng coi mình là người tài giỏi nhất mà tỏ ra coi thường người khác. Nếu bạn không biết mình đang đứng ở đâu thì bạn sẽ không tìm được hướng đi chính xác cho mình, đồng thời mãi dậm chân tại chỗ. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bản mệnh cần phải kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định làm ăn, kinh doanh, nếu không dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Bên cạnh đó, nếu các dự án của bạn bị nhiều người phản đối, thì bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc, chớ nên cứng đầu cứng cổ làm mọi việc theo ý mình. Chuyện tình cảm cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý. Bạn chớ nên chút những áp lực mà mình phải chịu đựng ngoài xã hội lên đầu nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và trao đổi mọi chuyện với đối phương,
có thể nửa kia sẽ đưa ra những ý kiến góp ý hữu ích giúp bạn vượt qua được khó khăn. Người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mang mệnh Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy là nước trên trời, đổ xuống khắp mọi nơi trên trái đất, đó là mưa, vạn vật đều nhờ mưa mà tươi tốt, màu mỡ. Tình yêu thương chan hòa, nhưng mưa có, mưa nhỏ, mưa to, mưa xuân, mưa hạ, mưa dông, mưa bão, không phải mưa nào cũng hữu ích cho bản dân thiên hạ. Cần mưa nhỏ mà lại mưa lớn, cần mưa lớn mà chỉ lâm dâm, mưa như thế kể bằng vô ích. Người mạng thủy giao tiếp tốt, họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục do nhạy cảm với tâm trạng người khác. Họ sẵn sàng lắng nghe, có trực giác tốt và giỏi, thương lượng uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể. Như chúng ta đều biết thì mệnh thủy là biểu trưng cho sự tinh thông, trí tuệ là khởi nguồn của vạn vật, đây lại là thứ nước trên trời, càng cao quý, tinh khiết. Mưa thường rơi khi gặp sấm sét, tượng cho hỏa lại gặp thổ dưới đất, làm cho muôn loài tốt tươi. Chính vì thế mà từ lâu theo phong thủy, những người mang mệnh này thường thông thái, xuất chúng hơn người. Bên cạnh đó, những người này thường có tâm hồn khá tinh tế, lịch sử, cao thượng, đôi khi khá mỏng manh, thường năng nổ, nhiệt tình không tính toán và luôn muốn đóng góp cho xã hội. Mặt khác thì những người này thường hay u sầu từ bên trong, khá nhạy cảm. Chính vì những đặc điểm trên mà những người mệnh thủy nói chung rất phù hợp làm quản lý, lãnh đạo hoặc làm công việc chăm sóc cây trồng, con người hoặc chuyên viên tư vấn, vân vân. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, không có thành công nào đến với người tuổi Bính Ngọ một cách dễ dàng trong tháng 5 này. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn cần phải tự cổ vũ, động viên bản thân, liên tục cố gắng, thắng không kiêu, bại không nản. Như vậy mới có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Dưới tác động của cục diện tử hình, dường như bạn đang trở nên quá hiếu thắng, lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu, nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Bính Ngọ âm lịch thấy rằng đây là thời điểm để bạn bước chậm lại, bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan về mọi vấn đề. Đặc biệt, bạn cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận và học hỏi được cái hay của người khác, chớ nên tự cho mình là nhất, thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc dạy bảo của người khác. Trên thực tế, bạn vốn cũng có những điểm mạnh của riêng mình, cát tinh đế vượng và hữu bật cho thấy, bạn vẫn luôn có cơ hội để gặt hái thành công, cốt là bạn phát triển theo đúng thế mạnh của mình, không sợ gian nan vất vả. Thêm vào đó, hãy hành xử cho phải phép, như vậy bạn mới có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Đặc biệt nếu lọt vào mắt xanh của quý nhân thì đối phương sẽ chỉ cho bạn hướng đi để khắc phục khó khăn. Về mặt tài lộc, tình hình tài lộc của con giáp này cũng chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực trong thời điểm này. Bạn có cách hành xử khá cực đoan, thích gây thù chuốc oán với người khác, lại thêm cách làm việc thiếu kiên nhẫn, nên các kế hoạch dễ gặp trục trặc, thậm chí bỏ dở giữa chừng. Bạn cần từ bỏ thói hiếu thắng để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, đừng để bản thân bị người khác khiêu khích, dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm. Hãy đi theo đúng những định hướng mà mình đặt ra từ trước, đừng vì một vài câu khích tướng của người khác mà thay đổi hướng đi, chọn những phương án làm việc không phù hợp với mình. Ngoài ra, không có con đường làm giàu nào là dễ dàng và bằng phẳng, bạn cần phải kiên nhẫn hơn, dù là khi đối diện với khó khăn. Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, bởi biết đâu trải qua khó khăn này, bạn sẽ còn phát hiện ra những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tìm thấy con đường mới để làm giàu. Cát tinh đế vượng và hữu bật cũng sẽ giúp công cuộc làm giàu của bản mệnh bớt phần hung hiểm, hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng nỗ lực, cố gắng bằng chính sức của mình. Đừng nghĩ tới việc lợi dụng người khác, như vậy thì việc khó đến đâu cũng dần dần có cách giải quyết. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Bính Ngọ âm lịch, phương diện tình duyên nhìn chung khá ảm đạm trong thời điểm này. Bạn cần xem lại cách hành xử của bản thân với mọi người, đừng tổn thương người khác bằng những hành động nóng nảy hoặc vô ý của mình. Con giáp này cần chú ý không chút những cơn nóng giận, bực tức mà mình phải chịu ngoài xã hội, lên đầu những người thân trong nhà, người nhà là những người gần gũi, thân thiết và đáng quý trọng nhất với bạn. Vì thế, hãy cư xử làm sao để không ai phải đau buồn. Thay vì việc nóng nảy, đá thúng, đụng nia, con giáp này hãy thử tâm sự những vấn đề khiến mình khó xử với mọi người. Chắc chắn việc này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời,
Người nhà cũng có thể đưa ra cho bạn những gợi ý giúp bạn tìm ra phương hướng giải quyết được những khó khăn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải nhắc mình cẩn trọng, không nên dễ tin người bởi có thể sẽ có kẻ cố tình dùng lời ngon, tiếng ngọt để tán tỉnh bạn, hòng chiếm một lợi ích gì đó từ bạn. Về mặt sức khỏe, Thái tuế hung tinh gây hại cho sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ, đặc biệt với những ai phải thường xuyên di chuyển hay xuất hành đi xa. Vì thế bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông, không làm việc khi đang mệt mỏi, nếu không dễ để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tháng này bản mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực do sự nghiệp và tình cảm mang lại, khiến tinh thần căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Tốt nhất bạn nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tâm sự với những người đáng tin cậy, đồng thời dành thời gian để rèn luyện sức khỏe. Có như vậy thì bạn mới duy trì được trạng thái tâm lý cân bằng, không rơi vào cảnh stress. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Bính Ngọ 1966? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. 10 ngày đầu tháng 5 âm là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Bính Ngọ trên phương diện sự nghiệp. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tuần, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tranh chấp, thị phi do thương quan và kiếp tài mang lại. Điều cần làm bây giờ là hết sức bình tĩnh, tránh nóng nảy, bốc đồng khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc. Dù là nhân viên cũ hay mới thì cũng nên chăm chỉ một chút, đừng có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Cảm thấy không làm được thì nên thẳng thắn nhờ người khác chỉ cho. Xem tử vi của 12 con giáp, tình hình làm ăn, kinh doanh có vẻ tương đối thuận lợi vào đầu tháng, nhưng sau đó thì có dấu hiệu chững lại. Người có đồng ra đồng vào chủ yếu là người làm nghề tự do, còn người làm công ăn lương thì tài lộc gần như không tăng tiến. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cũng cho thấy bạn đang phải tốn khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không dù có dư giả đến đâu. Bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài, tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Ngọ có tốt, có xấu, vì thế mà bản mệnh cần chú ý cách cư xử của mình. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, xích mích, bạn chớ có những hành động làm tổn thương nửa kia, hãy bình tĩnh trò chuyện rồi đôi bên sẽ dần tìm ra cách giải quyết, thậm chí bạn và người ấy sẽ càng thêm hiểu và quý trọng nhau hơn. Quý nhân, Sửu, Dần. Tiểu nhân, Kỷ, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số may mắn, 27, 63, 05. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tuần tới là một tuần rực rỡ đối với người tuổi Bính Ngọ, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần vướng phải cạnh tranh của đồng nghiệp, nhưng sau đó chính ấn và chính quan trợ giúp khiến bạn nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Tuy nhiên, dù có được trọng dụng đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, coi thường người khác. Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Trên phương diện kinh doanh, thiên tài và chính tài phù trợ khiến tuần này thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn chủ yếu vào cuối tuần. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Sát khí trước đây đã hoàn toàn được hóa giải, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho con giáp tuổi Bính Ngọ và hứa hẹn trong thời gian này có nhiều tin vui đổ về. Ngay khi có nhiều lộc thì tuổi Bính Ngọ hãy cố gắng đi phân phát nó cho mọi người nữa nhé. Khi đó, niềm vui sẽ nhân đôi, nhân ba, hứa hẹn bạn sẽ có thêm lộc nữa trong thời gian tới. Việc quá vượng đào hoa không tốt với những ai đã có đôi, có cặp, sự ghen tuông khiến các cặp đôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí là hiểu lầm nhau. Để hạn chế tình trạng này thì việc đầu tiên bạn nên làm là giữ khoảng cách với người khác giới. Quý nhân, Thìn, Dậu. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Con số may mắn, 16, 39, 98. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tử vi cuối tháng 5 âm của 12 con giáp thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ có khởi sắc vào đầu tuần do được chính quan nâng đỡ. Nhưng vào những ngày sau đó, mọi chuyện dần dần không được như ý bạn nữa. Có lẽ sự kiêu ngạo quá mức, thường xuyên coi thường người khác sẽ đẩy bạn vào vòng rắc rối. Ngược lại, tình hình tài chính lại có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, thiên tài và thực thần hỗ trợ.
sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư làm ăn phù hợp. Chủ doanh nghiệp khai thác tốt nguồn lực đang có thu về bộn tiền, người làm công ăn lương trong công việc cũng có những bước đột phá mới, có những sáng kiến mới, khiến mọi người nể phục. Nhìn chung, bạn không muốn bản thân chịu thua ai hết, tuy nhiên bạn chớ nên quá mức tham lam, thực hiện những hành động không chính đáng để kiếm tiền. Chuyện tình cảm không quá yên ấm, nhưng có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Trải qua nhiều trắc trở, hai người đã dần tìm được cách dung hòa và bao dung cho nhau, tương lai đôi bên sẽ ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn nữa. Nhờ có sao Thái Âm chiếu mệnh, giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh, bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng, quan tâm, chăm sóc bạn, chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. Con số may mắn, 77, 81, 42. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn, chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Tý. Về bản chất, họ đều là những người thích giao lưu, thích bay nhảy, rất hóm hỉnh và năng động. Tuy nhiên, nếu như những người tuổi Ngọ có nhu cầu sống độc lập thì tuổi Chuột lại chú trọng đến tình bạn và khá tình cảm. Khi dấn sâu vào một mối quan hệ, tuổi Ngựa đôi khi cảm thấy như bế tắc và chật chội không gian, còn tuổi Chuột thì luôn có nhu cầu tìm hiểu và kiểm soát đối phương. Về phương diện kinh doanh, Ngọ và Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng nên họ hoạch định chiến lược cực tốt. Tuổi Bính Ngọ không có tầm bao quát, nhưng một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Ngựa không đứng núi này trông núi nọ. 2. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Sửu. Ngựa và Trâu là một cặp không hợp cả, nhưng có thể nhờ sự khác biệt về tính cách mà họ có thể bù đắp cho nhau, với điều kiện đôi bên cùng phải thấu hiểu. Trong chuyện làm ăn, họ có thể hợp tác với nhau, với điều kiện người tuổi Ngọ thực sự muốn gắn bó với kế hoạch kinh doanh lâu dài. Về bản chất, tuổi Bính Ngọ không gắn bó với một điều gì thực sự, bởi họ thích sự thay đổi và đam mê khám phá những lĩnh vực mới. Bù lại, người tuổi Ngọ làm việc rất hăng say và chắc chắn, đây là điểm mà tuổi Sửu đánh giá cao. 3. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần. Điểm chung nổi bật giữa hai con giáp này là cả hai đều thích tự do, bởi vậy chẳng ai ràng buộc ai cả. Họ luôn tìm cách để làm cho mối quan hệ của hai người thêm mới mẻ và thi vị. Ngựa thích chạy nhảy, đi đó đi đây, hổ cũng vậy nên giữa họ chẳng có vấn đề gì hiềm khích. Người này hiểu tính người kia, hiểu được nhu cầu tự do của người kia nên thường đi theo cách riêng của mình và làm theo ý mình. Nếu hổ và ngựa là đồng nghiệp, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh với những nét độc đáo riêng, môi trường làm việc của họ khuyến khích những sáng tạo và những ý tưởng mới. Tuy nhiên, nếu hổ khăng khăng đòi vị trí dẫn đầu, thì ngựa cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào và khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 4. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mão. Để duy trì quan hệ, ngựa và mèo phải nỗ lực gìn giữ xúc cảm và dường như mèo sẽ vất vả hơn trong công cuộc gây dựng tình cảm. Nguyên do là tuổi ngựa thường vô tư, còn mèo lại có xu hướng thần tượng hóa các mối quan hệ. Những người tuổi Mão thường rất đam mê và thấu hiểu điều này là cần thiết để giữ lửa yêu, bởi người tuổi Ngọ tính tình đồng bóng và có cuộc sống nội tâm đầy mâu thuẫn nếu hợp tác làm ăn. Hai tuổi này có lẽ cần một sứ giả trung gian để duy trì mọi việc tốt đẹp, chăm chỉ và quyết đoán là đặc tính của người tuổi Ngựa, nhưng họ vẫn bị hạn chế bởi tính tự do của mình. Họ không thể tập trung làm một việc mãi mà không ngó nghiêng đây đó. Tuy nhiên, người tuổi Mão không đủ sức để kìm chân con ngựa bất kham. 5. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Thìn. Ngựa và rồng luôn có những tiếng cười sảng khoái khi ở bên nhau, họ rất năng động, đầy nhiệt thành. Trong làm ăn, ngựa và rồng sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Bính Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn, và chính người tuổi rồng sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng chừng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi rồng thì may mắn trong kinh doanh, tuổi ngựa lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. 6. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tỵ. Người tuổi Bính Ngọ rất dễ mất kiên nhẫn và không chịu ổn định cuộc sống riêng.
Điều này khiến tuổi Tỵ lo lắng và bất an. Theo con giáp thì hai tuổi này không hợp nhau bởi tính cách họ khá khác biệt. Nếu như tuổi Ngựa lúc nào cũng tràn trề sinh lực, lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi cuộc vui, thì tuổi Tỵ lại có sức ỳ khá cao và là người hướng nội. Nếu hợp tác làm ăn, đôi bạn này có thể sẽ không hợp với nhau lâu dài, tuổi Ngọ cả thèm chóng chán. Bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ, họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ. Nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng, tuổi Ngựa sẽ thấy tuổi Rắn có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của Ngựa. 7. Hai người tuổi Bính Ngọ gặp nhau. Cùng một con giáp, hai người tuổi Ngọ có mối liên hệ tâm linh nào đó, ngay khi gặp lần đầu, họ có thể đã bắt được sóng của đối phương. Nếu hợp tác làm ăn, họ sẽ phải cam kết ràng buộc rõ ràng ngay từ đầu, bởi tuổi Ngựa rất chăm chỉ và thông minh, chẳng khó khăn gì để công việc của họ phát triển, nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu. Một công ty được hai người tuổi Ngọ làm chủ sẽ rất năng động, vui vẻ và rộn tiếng cười. 8. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mùi. Có thể khẳng định hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu, giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn, họ không thích cảm giác ràng buộc và cuộc sống gia đình, họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng, họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy mình rất hợp với Dê, còn Dê thì Quý Ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý, Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 9. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Thân. Hai tuổi này có nhiều điểm tương đồng và có thể gắn kết lâu dài. Đều vui vẻ, ham chơi, ưa khám phá và cùng khao khát được làm trung tâm của sự chú ý. Người tuổi Thân luôn muốn chinh phục thử thách và nếu như có một cuộc đua ngầm thì rất có thể tuổi Ngựa sẽ đột nhiên bỏ cuộc. Tuổi Ngựa không thích sự ràng buộc và tuổi Khỉ thì có vẻ như luôn ưu tiên cho những đam mê cá nhân. Hai điều này tưởng chừng là khiếm khuyết nhưng lại thích hợp với nửa kia. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Khỉ thường bận rộn với những việc riêng, trong khi Ngựa thì mải miết làm và khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định, khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. 10. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Dậu. Mặc dù rất khác biệt, hai tuổi này vẫn có thể hòa hợp với nhau. Nếu Ngọ phóng khoáng và khó đoán định thì Dậu lại tỏ ra ưa sự chính xác và hoàn mỹ. Sự ăn ý của cặp này còn ở chỗ, Ngọ khá thoải mái và sông sênh, còn Dậu thì luôn nhún nhường và chế ngự tốt những cơn giận dữ. Tuổi Gà có đầu óc phân tích tốt, chú ý tới từng chi tiết của sự việc. Có thể đó là lý do người tuổi Gà yêu sự hoàn mỹ, nhưng người tuổi Gà rất cuốn hút tuổi Bính Ngọ. Ngựa dí dỏm và thông minh, một phần vì họ có kiến thức về nhiều ngành, đây là điểm hấp dẫn đối với Dậu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của Ngựa. Gà có khả năng quản lý tài chính, sự thông minh vốn có khiến người tuổi giàu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Gà khá bảo thủ, có thích mặc cả, đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hướng Ngựa làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng, điều này làm Gà rất ngạc nhiên và hài lòng. 11. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất đều rất hài hước và có thể kết hợp rất hài hòa với nhau. Họ đều dí dỏm và thích tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngọ trí tuệ và thuyết phục có sức hút rất lớn với Tuất. Tuổi Tuất không thích dành thời gian cho việc buôn dưa lê mà thích bàn tán về các chủ đề có ý nghĩa sâu sắc hoặc mang tính thời sự. Chính vì vậy, Tuất không trở nên nhàm chán trước Ngọ thích khám phá. Nếu là đối tác trong kinh doanh, Ngọ và Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất vì cả tuổi Ngọ và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi, bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả, sự trung thành và cẩn thận vốn có của Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. 12. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Hợi. Hai tuổi này có thể là một cặp hoàn hảo trong thời gian đầu của mối quan hệ, họ dường như khá cuốn hút nhau. Ngọ nổi bật trước đám đông bởi sự hài hước, dí dỏm và thông minh, điều này làm Hợi mê mẩn.
Hơn thế nữa, tuổi ngựa còn rất hấp dẫn tuổi hợi bởi sự hào phóng, sự rộng lượng và xử lý tình huống nhanh. Hợi khá dễ tính và chiều ngọ, nên mối quan hệ của hai người rất ổn thỏa. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ của họ càng kéo dài thì càng nảy sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi cả hai người phải cùng nỗ lực. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc, còn hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự, tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, họ sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của ngọ. Tuổi hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi bính ngọ. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ nhân với kinh nghiệm sống ngàn đời của mình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng người không quản được miệng thì khó an phận thủ thường, thường tự rước họa vào thân, cuối cùng thì những muộn phiền, chuyện đau lòng của cuộc sống này chủ yếu từ việc một ai đó chê bai, nhận xét hay xì xào nói xấu về ta. Thế nên, nếu không có những lời đó thì cuộc sống của ai cũng đều trở nên an nhiên. Có thể nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này cũng mang theo một tâm sự nào đó và đó là điểm yếu của họ. Thứ bản thân đang canh cánh lo âu trong lòng càng khiến họ khó có thể giữ kín. Thế mà chuyện tưởng là bí mật, khi tiết lộ cho một người thì sau đó ai cũng biết. Với một người tự biết cân bằng, ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình thì luôn có được nội tâm mạnh mẽ. Nhờ biết giữ miệng mà họ có được cuộc sống an nhiên. Hơn nữa, khi miệng lưỡi thế gian cố tình làm tổn thương ta, khiến ta muộn phiền, thì chỉ có cách phải bình tĩnh, tự chủ trở lại, tránh nổi nóng, cần tránh thêm dầu vào lửa khi vội phản ứng gay gắt với đối phương. Trái lại, nếu ta biết nói lời bình tĩnh, có tình có lý, kèm theo chứng cứ cụ thể, sẽ có sức mạnh thuyết phục người nghe, giúp xóa bỏ thù hận, hóa giải xung đột và mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.